What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Year. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và khám phá thêm một em bàn phím cơ nữa. Và em bàn phím này có một cái thương hiệu cũng khá là lạ. Nó tên là OCG. Và con bàn phím này giá nó cũng rất là ok nha. Cấu hình của nó cũng cực kỳ ổn nữa. Và số lượng bên mình về cũng rất là ít. Cho nên anh em sau khi xem xong review thì cứ nhấp vào trong link ở trong phần mô tả của video hoặc là inbox trực tiếp trên fanpage để đặt mua liền nhé. Ok, để mình xem thử con bàn phím này có những cái gì hay ho. Let's go. Đầu tiên về cái hộp của nó thì mình thấy khá nhỏ gọn và nó có cái kiểu đóng hộp rất là chắc chắn luôn. Mình cầm cái hộp của nó lên nhìn rất là chắc và cứng cáp. Để xem được coi nó có cái gì hot không. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím nằm ở giữa. Ở phía trên thì nó sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái cover chống bụi. Cái loại cover này thì nó có in luôn cả cái tên của sản phẩm luôn, OCG, tên của hãng đây, khá là chắc chắn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím. Có một cái đó mình thấy nó làm hơi lỗi, đó là cái chuyện mà để lấy được cái bàn phím này ra thì cực kỳ là khó luôn. Đây, bàn phím rất là nặng nhưng mà cái chỗ lấy của nó hình như là không có. Cái hộp nó vừa khít với chiếc bàn phím luôn, cho nên là mình không có thể nào mà đút tay vô mà lấy được. Cho nên mỗi lần lấy ra nó sẽ rất là khó khăn. Ok, để mình để tạm sang một bên. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cuốn sắt hướng dẫn sử dụng. Đây, rất là dài. Đó, để mình xem thử coi. Con này thì mình, cái sắt này thì mình thấy hình như không có tiếng Anh các bạn ạ. Có lẽ là con này sẽ mò hơi khó đây. Tiếp theo phía dưới này chúng ta sẽ có một cái túi đựng một sợi dây cáp bọc dù, cũng khá là ngon đấy. Đây, có đầu chống nhiễu, tay C sang tay A. Ở bọc dù có cả kèm một cái kim buller, kim cap buller. Hết. À, và này, cái thiết kế cái hộp của nó nhìn cũng hơi dị nữa. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, em bàn phím OCG GK87. Và ngay từ cái tên thì chúng ta sẽ biết được rằng là em này sẽ là layout 87 rồi. Với cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm con bàn phím này lên thì nó sẽ là cái bộ keycap. Với cái bộ keycap làm theo cái theme, đó là theme Photoshop. Chúng ta sẽ có cái nút Space này, nút Photoshop, đó, nút ESC, nút Enter này nó có ghi chữ Photoshop luôn. SC thì sẽ là chữ PS, viết tắt của logo của Photoshop, của phần mềm Photoshop á. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có những cái chữ, các cái ký tự alpha của nó cũng đều có các cái icon ở trong phần mềm Photoshop luôn, nhìn khá là đẹp. Ở đây nữa, đó, cực kỳ ấn tượng. Và cái keycap này của nó sẽ là keycap PPT và sẽ là in die sub nha. Đó. PPT in die sub và cái chuẩn của nó sẽ là cái chuẩn kiểu MDA. Nó sẽ bầu bầu ra một xíu và cái mặt tiết diện của nó sẽ nhiều hơn so với cái chuẩn OEM. Nó nhìn cái keycap có vẻ bầu bầu ra. Cái này thì nó cũng tùy vào gu của từng người thôi, có người thích, có người không. Chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế của em này khá là nạc, nhìn nó cực kỳ to, đầm. Mình cầm lên thì rất là nặng luôn. Có lẽ là con này nó sử dụng plate thép cho nên rất là đầm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bát có cái logo của nó luôn. Cái bát này đây. Nó có hai cái đèn này sẽ là đèn báo sạc pin với lại biển báo cấp lock. Thế thôi. Ở phía đằng sau thì chúng ta vẫn sẽ có cái lẫy nâng hạ độ cao, hai nấc. Ở phía bên này chúng ta sẽ có thêm một cái key buller và được kẹp sẵn ở trong phím luôn. Một cái khay để chứa cái USB receiver. Ở giữa thì chúng ta sẽ vẫn thấy có cái tem của hãng vậy thôi. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C, một cái cần gạt để chuyển từ không dây sang dùng dây. Ok, có một cái đặc biệt nữa của con này, đó chính là cái phần top của nó thì có thể được rút ra. Đây, nó không phải là gắn bằng ngàm mà nó kiểu như nó chỉ gán lên thôi. Cho nên là chúng ta có thể rút ra hoặc là gắn vô rất là dễ dàng. Khi rút ra thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím lộ chân như thế này, lộ chân switch. Cái này thì nếu như bạn nào thích có led lủng lộ chân các kiểu thì có thể dùng. Và nó có thể có tiếng nó sẽ vang hơn. Còn nếu không thì chúng ta gắn cái này vào. Đó, thì nó sẽ che được hết tất cả các chân switch luôn.
keycap cũng sẽ không bị lộ chân nữa, nhìn cũng khá là cứng cáp. Cái này sẽ là tùy gu từng người nhé, nhưng cái đặc biệt là con này nó có thể tùy biến khá là dễ. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái switch cũng như là cái mạch của nó xem nó như thế nào. Hai phiên bản của mình đang review đây sẽ là phiên bản dùng black switch. Black đây. Với cái con black switch này thì mình thấy nó hình như là của một cái hãng cũng không có tên tuổi thì phải. Mình nhìn nó rất là lạ, nó ghi là ZDZ, mình cũng không biết là của hãng nào. Tuy nhiên với cái black switch này thì cảm giác bấm của nó sẽ cực kỳ đầm, rất là nặng. Nó gần giống như Red nhưng mà nó nặng hơn một xíu nhé. Đây. Với ai mà thích cái kiểu đầm nặng thì có thể sử dụng cái black switch này được. Và cái top của nó thì trong suốt, còn cái board của nó thì lại sẽ là màu đen. Với cái kiểu mà top màu đen như thế này thì chắc chắn led nó sẽ xuyên qua ít hơn với những cái kiểu mà board nó sẽ màu đục hoặc là màu trong suốt thì giúp cho led xuyên qua dễ dàng hơn. Sử dụng mặt hot swap 5 chân và chúng ta sẽ có cả cái switch pad luôn nha. Có một cái lớp switch pad ở đây màu đen đen đấy. Ở dưới switch pad thì chúng ta vẫn sẽ có là có lót, hình như là lót luôn cả silicon ở phía dưới này rồi. Chúng ta sẽ có luôn cả cái tấm foam nằm ở giữa PCB và plate đấy. Plate thì chắc chắn sẽ là plate thép rồi, mình cầm lên rất là nặng tay luôn. Về cái strap thì như các bạn thấy đây, cái strap của nó đã được lúc sẵn cực kỳ nhiều, rất là đặc luôn, giống như cái kiểu gần như là overlap luôn ấy. Cái này thì mình còn phải xem xét lại xem thử coi là nó có xem thử nó đã cân chỉnh ok chưa, nhưng mà cái cảm giác cầm một, cái cảm giác mà khi mà đụng vô cái strap thì nó cực kỳ là cứng luôn, không hề có sự rung lắc nào hết. Đây khá là ổn, mà dù cho cái strap thì mình thấy nó cũng hơi phèn. Và tất nhiên thì các bạn thấy thì con này sẽ là sử dụng mặt ngược nhé, không phải mặt xuôi. Với những cái con giá rẻ như thế này thì khó mà có thể kiếm được một con mặt xuôi ok. Mà hiện tại thì mặt xuôi hay mặt ngược thì nó cũng không còn quá quan trọng nữa. Về cái hiệu năng của em này thì em này vẫn sẽ có hỗ trợ đèn LED RGB 3 mod đó, cho các bạn tha hồ mà có thể quẩy đủ các thể loại luôn. Sau khi mình cắm lên thì các bạn thấy có cái đèn này đang chớp tắt này, màu đỏ này. Thì có nghĩa là cái con bàn phím này nó sắp hết pin rồi. Thì chúng ta sẽ cắm pin sạc nhé. Cái led của nó thì cũng khá là yếu, có lẽ là do một phần cái switch này nó không có cho led xuyên qua quá nhiều. Và đồng thời là cái keycap này nó cũng không có xuyên led nữa. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy led của nó tỏa đều ở phía dưới chân của keycap, giúp cho chúng ta có thấy một cái hiệu ứng led cũng đẹp hơn nhiều. Mà anh em lưu ý nhé, do cái bàn phím này nó sắp hết pin cho nên là mình sẽ cắm dây để nó vừa sạc rồi vừa quay video luôn cho anh em nhé. Và theo mình thử thấy thì nó sẽ có là FN với 123 sẽ là ba cái Bluetooth, và FN4 sẽ là dùng USB rời và FN5 sẽ là chuyển sang dùng dây. Thế thôi. Ngoài ra còn rất là nhiều chức năng nữa nhưng mà có lẽ là chúng ta phải dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh ở trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng thì chúng ta mới có sử dụng hết được. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em xem các cái chế độ đèn LED của em này. Để cho anh em xem thử nha. Như các bạn thấy thì led của em này cũng khá là ok với rất là nhiều chế độ. Tuy nhiên thì có một cái điểm yếu lớn của con này, nó chính là không có phần mềm. Hiện tại thì mình hỏi bên hãng người ta cũng kêu là không có. Thì cái này để mình check lại sau nhé. Còn hiện tại thì nó sẽ chưa có phần mềm hỗ trợ. Đó là một cái điểm trừ khá là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần sound test. Và mình sẽ sound test luôn cho anh em hai phiên bản. Đó là phiên bản Black Switch ở đây. Và một phiên bản nữa là phiên bản Blue Switch. Và với phiên bản Blue Switch thì mình sẽ test ở trên một cái màu khác nữa của em này, đó là màu sữa bò đây, Milk Cover. Và với cái màu này chúng ta sẽ có phối hợp giữa màu xanh, xanh da trời, màu trắng và màu hồng, nhìn khá là cute. Con này thì lại sử dụng chuẩn keycap là Cherry nhá, và đang sử dụng là Blue Switch.
Ok, để mình test luôn hai switch cho anh em so sánh thử nha. Ok, như vậy là mình đã test thử cho anh em hai cái dòng switch kiểu này, black và blue. Các em lưu ý là cái con màu hồng này nó hiện tại nó chỉ còn cái bản đó là blue switch thôi. Còn riêng con màu xanh này thì nó sẽ vẫn còn blue và black switch nha. Anh em mua thì nhớ lưu ý. Và như anh em thấy sau khi mình sao test xong thì anh em thấy rõ ràng là cái step của con này làm rất là ổn luôn. Đó. Mặc dù nó là phím giá rẻ thôi nhưng mà chúng ta thấy được rằng cái step nó làm cực kỳ chỉnh chu. Đây. Rất ít tiếng lọc sọc cũng như là nó cân chỉnh khá là đồng đều rồi, cho nên là chúng ta mua về là có thể sử dụng ngay. Chỉ một số cái tiếng lạo xạo khá là nhỏ đến từ cái dòng switch, cái switch của con này thì nó không được ngon lắm. Thì anh em có thể về lúp lại hoặc là có thể đầu tư thêm bộ switch khác nếu như mà anh em muốn. Còn nếu không mà em không quá khó tính trong cái việc đó là nó hơi lạo xạo do switch này là switch thô, chưa được lúc gì hết, nó cũng là một cái dạng switch đời cũ nữa, cho nên chắc chắn là nó sẽ hơi sạn một xíu đấy. Với mình thì trong tầm tiền này mua về xài ngay thì quá là ngon rồi. Nhất là những cái tín đồ của Clicky dùng Blue Switch ấy, thì xài con này cực kỳ ngon luôn. Mình thấy bấm Blue Switch nó kêu sướng, đã, mà lại không có bị lạo xạo do start nữa, cho nên là rất là ưng luôn. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em con bàn phím OCG GK87, một con bàn phím mà mình nghĩ trong cái tầm giá khó mà có thể kiếm được, nhất là trong cái tầm giá khoảng tầm lần quanh 800.000 mà chúng ta đã có sở hữu đầy đủ các cái chức năng, ví dụ như là hot swap, led RGB, 3 mod, rồi keycap cũng khá là ok. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế build khá là đầm chắc, lót đầy đủ full arm luôn và có cả mock stab cho chúng ta luôn nữa. Quá là ngon đúng không? Và cái nhược điểm có lẽ lớn nhất đó là cái phần mềm của em này thôi. Mình thấy ngoài cái nhược điểm đó ra thì cũng hầu như không còn cái gì mà đáng chê trách trong cái tầm tiền này nữa. Nếu mà anh em muốn mổ bụng con này ra thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ làm thêm một video nữa để mổ bụng con này xem thử ở phía bên trong nó có cấu tạo như thế nào. Anh em nghĩ sao về em bàn phím này? Nếu mà có ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì về em bàn phím này thì hãy cứ comment ở trong phần bình luận của video nhé. Còn nếu anh em muốn mua thì mình có để link trong phần mô tả đó. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear nhé. Bye bye!